tận dụng quãng nghỉ dịp FIFA Day cũng như việc đẩy nhanh tiến độ đưa VAR vào các giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam, khóa đào tạo trọng tài VAR đợt 3 đã được triển khai vào sáng ngày 8 tháng 6. Sau khi đã trải qua các bước đào tạo lý thuyết và hai đợt đào tạo tập trung tại phòng lab, 18 trọng tài, trợ lý tham gia lớp đào tạo trọng tài VAR sẽ tiếp tục bước vào khóa đào tạo quan trọng kéo dài trong 11 ngày, từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023. Khóa đào tạo lần này được đánh giá rất quan trọng. Nếu các trọng tài vượt qua được kiểm tra, đánh giá của chuyên gia FIFA, thời điểm VAR được phép sử dụng tại Việt Nam sẽ sớm được xác định. Như chúng ta đã biết là trọng tài Việt Nam cho tới bây giờ là sang đến giai đoạn thứ 3 trong cái việc học và thực hành công nghệ VAR. Cái giai đoạn này nó khác với giai đoạn trước, là ở cái giai đoạn 2 trước là chúng tôi tổ chức học theo cái những cái tình huống có sẵn của FIFA cài ở trong cái máy móc, và chúng tôi đã thực hành ở trong phòng. Ở giai đoạn này cái sự khác biệt là chúng ta sẽ có những tình huống giả định ở ngoài sân, xe VAR có rồi. Nó sẽ có hai bước, một là sẽ tạo ra những tình huống thực tế ở trên sân nhưng mà một số tình huống ngắn, sau đó là trọng tài sẽ thực hành. Rồi đi đến sau khi mà thực hành giai đoạn đó xong thì cuối cái giai đoạn 3 này chúng tôi sẽ thực hành một trận đấu đầy đủ với đầy đủ các thiết bị của VAR trong cái giai đoạn này để đánh giá. Sau buổi lễ khai mạc được tổ chức nhanh chóng trên phòng họp, các trọng tài đã ra sân để thực hiện các bài đào tạo thực hành trên xe VAR với các mức độ khó tăng dần. Trong các bài đào tạo này, sự phối hợp giữa trọng tài chính, trọng tài VAR và kỹ thuật được thực hiện trên xe VAR dưới sự giám sát và hướng dẫn của chuyên gia FIFA. Hai xe VAR do công ty VPF triển khai với sự tài trợ của tập đoàn Hoành Sơn đã được hoàn thiện và đưa vào vận hành tại đợt tập huấn này. Trong thời gian tới, FIFA sẽ gửi thông tin về kế hoạch hai xe VAR tài trợ cho Việt Nam. Song song với đào tạo, kiểm tra chuyên môn trọng tài trên xe VAR, trong đợt đào tạo lần này, chuyên gia kỹ thuật của FIFA cũng sẽ đánh giá kỹ thuật, tiêu chuẩn của hai xe VAR. Các hệ thống thông tin liên lạc cũng sẽ phải trải qua kiểm tra, cấp phép từ cơ quan có thẩm quyền trong nước trước khi được thông qua sử dụng. Với sự quan tâm chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt hậu cần, công ty VPF hy vọng 18 trọng tài, trợ lý tham dự khóa đào tạo VAR đầu tiên này sẽ vượt qua các bước kiểm tra, đánh giá của FIFA để kế hoạch áp dụng VAR sớm được đưa vào các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trong thời gian tới. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.